Chào các bạn, hôm nay mình mời các bạn cùng theo chân mình đi tham quan một cái khu vườn ở Mỹ. Trong cái thời gian mà nghỉ ở nhà thì không có chuyện gì làm thì mình có một cái mảnh đất nhỏ ở phía sau vườn, mình có thể mình trồng rau, trồng hoa rất là đẹp các bạn. Hôm nay mời các bạn ra vườn sau Cái nhà của sao anh mình để tham bỏ quan cái nha. sao giờ nó nụ hết rồi Dạ. ha. Ủa là từ thằng đầu đó nhà đâu thiếu gì đâu, cây Quá trời. nè, thằng này hai cái đào nữa, Dạ. thằng này Đã. là này là cũng nổi bông Có rồi, bông, có nụ à. có một con nụ lên lên hết nè. Này đây, cái này cái lá liễu, cái À. mình nó phùng phùng xuống đâu có Giờ bắt đầu nó ra lá xanh thơm. À, lá xanh nè, thằng này cũng ok. kêu bằng trái mễ. Cái này cái mặn nữa nè, nè thằng mặn nữa nè, đó cho má trời đẹp luôn. Nay trời nó còn thằng này nó lên cũng sung lắm, bỏ tí đó thôi, chắc nó thiếu phân nhiều khi khí hậu. Đó, nguyên khu này là Đào. đào không á. Mình đào với táo với mận có đầy đủ á, là biết. Đây là những cái lá nha đam đó các bạn, lá nha đam anh mình ương ở trong cái chậu như thế này. Đây là ương ở trong nhà, còn đây là bụi lá quế mình ăn sau mình gắt cái lá đi, còn chừa lại cái thân mình cắm vô nước rồi mình để trong nhà khoảng vài tuần rồi mình đem ra ngoài mình trồng. Còn đây là củ hành nè các bạn, củ hành cũng trồng ở trong nhà một thời gian cho nó ra rễ. À, đây là mồng tơi nè các bạn, mồng tơi ăn xong rồi mình chừa lại cái thân mình ghim nó vô nước rồi từ từ cái nó ra lá, sau khi nó mạnh rồi thì mình đem ra ngoài đất mình trồng. Cũng giống như những cái loại gia vị khác thì khoai lang ở đây mình ăn thì mình ăn lá cho nên mình sẽ trồng nó từ củ như thế này. Củ mình cắt đầu mình ngâm vô nước vậy đó các bạn, nó sẽ đâm chồi ra. Còn đây là rau, một loại rau ăn với hột vịt lộn đó các bạn, rau răm. À, mình cũng trồng thủy canh trước, hành lá rồi từ từ thì nó ra rễ rồi mình mới đem ra ngoài vườn đất á, mình ươm. Đây là một cái cây gia vị cũng rất là thơm nè, nó đuổi muỗi được đó các bạn. Cây này rất là hay, cái lá nó thơm lắm, mình người Việt mình gọi là cây hương thảo á. Cái lá nó rất là thơm, nó có thể nó chống muỗi á, muỗi nó cũng không dám lại gần luôn.
cái này nó chỉ bông. Ăn không được à, bông nó đẹp. Đây là những cây húng lủi nè các bạn, nó mọc rất là dễ và nó như cũng nhanh nữa. Ít kỳ nào ra bông lắm, anh hai không thấy nó ra bông, hôm nay ra bông, tưởng nó mất giống nó luôn rồi. Lên nè, như hướng dương nữa, có hướng dương nữa này, giống như hướng dương nè, kìa mấy kia nó lên nụ hết kìa, nè này cũng lên nụ luôn nè. Mấy tháng nữa nó mới lên. Nó lên liền, khoảng tuần hai tuần nữa nè, nó mọc lên hết nè, nhiều lắm á. Thank you.
cây cải lá nó rất là chua các bạn, nó cũng chua chua chứ không chua lắm nữa. Mình ăn sống mình quấn bánh tráng rất là ngon. Đây cũng giống như lá me mình ăn ở Việt Nam á các bạn. Mình qua Mỹ mình mới biết cái lá này đó, chứ ở Việt Nam mình không có. Rất là ngon. Cái bụi hành sống được qua mùa đông luôn các bạn. Mùa đông mà ở ngoài trời á, anh mình cũng trồng được hành á, mà đặc biệt chỉ có cây hành nó mới sống được vào mùa lạnh thôi các bạn, còn những cây khác thì nó chết. Cây hành này là rất là có sức sống rất là dẻo dai các bạn, nó sống được cả mùa đông. Còn đây là cái đầu thơm á các bạn, hay còn gọi là dứa. Mình mua về mình ăn phút dưới, rồi còn lại cái đầu ở trên á, cái mình đem ra bãi vườn mình ghim dưới đất vậy nè, tưới nước từ từ cái nó lên. Nhưng đất ở đây anh mình mua những cái bao đất ở bao phân ở trong Home Depot về á, trộn với đất thế là trồng được rau rất là nhiều luôn đó các bạn, mà tốt nữa. Đây là cây dâu á các bạn, dâu rừng. Nó leo lên vàng, anh mình cũng làm một cái vàng rất là chắc chắn từ gỗ và đóng đinh, nó rất là chắc. Vào mùa hè thì nó lên xanh hết cả cái khu vườn này luôn các bạn, nó leo lên hết cả cái vàng luôn, rất là đẹp. Thank you.
kỳ ha. Mà hầu như là nó đậu nhiều. Cái này nó đậu nhiều lắm. Cây này dễ ra trái hả? Nó dễ ra. Cây này cây của mình. Cây này có trái. Ăn được không? Được, trái giống như bòn bon, nó chua chua ngọt. Nó da nó vàng vàng. Yeah.
xì còn chết sớm. Ở đằng kia thấy có ba thùng kìa.